là ngày mấy nhỉ? Hôm nay ngày 27. Chúng tôi tiến hành phun thuốc diệt cỏ Hitomer trên cái vườn thứ hai là ngày 27 tháng 11. Là cái theo như ấy thì cái mùa cỏ này là mùa cỏ không phát triển. Thì đợt trước chúng tôi phun một cái ruộng nữa thì là nó phun vào tháng 5 tức là mùa cỏ đã phát triển. Đến nay thì cái lượng cỏ gấu đã diệt được khoảng 7-8%. Hôm nay tôi lại mua tiếp một lọ thuốc Hitomer với giá tiền là 1,5 triệu một lọ và chúng tôi đang tiến hành phun. Đây một cái vườn đây với tỷ lệ pha bình là 10 muỗng trên 18 lít, 10 cái muỗng nhỏ của cái nhà sản xuất bán cho trên 18 lít. Đó, phun vào bằng cái bình điện. Theo nhận định thì hôm nay thì trời cũng không mưa, khoảng 3-4 hôm. Thì đợt trước chúng tôi phun thì có phun vào một cái ruộng cỏ thì sau khi phun được khoảng 4-8 tiếng thì bị mưa. Trời mưa tương đối nhiều. Thì hôm nay là phun rồi, đợt này thì vào mùa này mùa khô. Cỏ sẽ không bị ảnh hưởng của mưa. Thì không biết hiệu quả thì nó có cao hơn đợt trước không. Đây cỏ gấu đây, cỏ gấu rất là nhiều. Sau khi 7 ngày các bạn thấy nó sẽ bị vàng lá, từ tầm 7 ngày trở ra nó sẽ bị vàng lá, dưới 7 ngày thì không bao giờ bị vàng lá. Cứ 7 ngày thì đi là những cây nào trúng thuốc, đại đa số là trúng thuốc, phun một tốc độ rất là bé. Dưới đây đi một cái bình này phun được tốc độ chiều này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 nhân giả 96 thì sau 18 vuông chắc 18 vuông thế tầm là bình 18 lít. Vì ở đây có ông mọc rất dày, chúng tôi đã đào ở đây, tiến hành đào ở đây khoảng chục lần, nhưng mà sau khi đào xong quả vẫn như thế. Đấy. Và các bạn khi phun thì chú ý là cũng phun đúng theo hàng để mới nhớ được vị trí, chứ không phun theo hàng thì không biết cái chỗ nào là chỗ mình đã phun rồi, chỗ nào mình chưa phun, cái này là chỗ đấy. Đấy. Tức là phun cái chỗ này vào đánh vào lá cây này, còn lá cây này cũng cái cây nó chết thôi chứ còn không được vào lá cây kia đâu. Đừng được vào lá cây là cây của cây khác nó chết, chứ còn nếu như vào gốc thân nó không chết, nhưng mà lá cây này nó lại chết. Thế ra khỏi đây kia dưới này, kia là mấy cây này, đấy, dưới chỗ này. Kình của trời mà còn ác khủng nhỉ, đúng không? À. Kinh khủng, đây chỗ đông này này, kia đây. Ở khu đây, có hết rồi. Phải tính là cái chỗ này phải 3 đến 4 bình mới đủ, đúng không? Như đợt này khả năng chết nhiều hơn vì là đợt này đó còn mình mua phun nó bị mưa, đúng không? Không phun ở nhà là bị mưa, đúng không? Hả? Hôm một đợt trước mình phun ở dưới ở cái vườn dưới nhà mà. Hả? Hôm dính mưa đúng không? Mưa mới đất nó ẩm đúng không? Hôm nay đất nó không mưa, trời nó không mưa nó không bị ẩm. Hả? Trời lạnh. Cô này cố gắng cho thật nhiều thuốc, nhiều nước rửa bát đó, khả năng là tốt hơn. Các bạn nên cho nhiều nước rửa bát, nó xốp hơn. Một cây này cho đến khoảng mấy lắp nước rửa bát nhỉ? Khoảng 5-6 lắp nước rửa bát rồi. Cho nó tại sao nó xui bọt lên. Phun thì nó tiết kiệm dầu hơn, nước hơn.
Bây giờ cỏ đất nó khô thì mình biết được cái chỗ nào mình phun chưa phun luôn. Đất nó không khô, không biết được chỗ nào là mình đã phun rồi, chưa phun. Đây là đất mộc của chúng tôi trồng được khoảng mấy tháng rồi đấy, đây là tầm khoảng 2 tháng. Mộc này xuống vườn mộc này 20 cây, một thân hàng 5 ngón, một ngón thoát thân được khoảng tầm được khoảng đại đa số thoát thân khoảng 40-50-30, tầm được 40 khoảng 40. Gần như chỗ này là có mặt chặt luôn nhỉ, hả? Sợ thật, đào đến 3-4 lần vẫn cứ cái mọc này. Ở đây thì có không sâu lắm nhưng không đào nổi. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Tại coi như là vị trí thôn Lão Khê, xã Tân Đế, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Thì chúng tôi mới phun thuốc cỏ của Hit Hammer. Một lọ tôi mua loại thứ hai của Hit Hammer, tức là 1,5 triệu một lọ. Và tôi phun vào ngày 28 tháng 11, và đến hôm nay là ngày 10, tức là được 12 ngày và bắt đầu 10 hôm thì hiện tượng cỏ có hiện tượng tức là ố vàng. Đấy, như các bạn đã xem đây là hiện tượng quả ố vàng. Trước đây thì 7 hôm thì cỏ vẫn xanh, và 10 hôm được ra thì cỏ đã ố vàng. Trên cái cánh ruộng này, trên cái cánh vườn này thì cỏ mọc quả ố này mọc rất dày, và được xác định là quả ố ở đây nó mọc lưu cữu tầm khoảng 10 đến 15 năm rồi. Lớp cỏ thì chiều sâu cỏ không sâu lắm, chiều sâu cỏ thì chỉ độ khoảng 20 phân thôi. Thì vườn trước tôi phun đây là cỏ đã chuyển, ngọn cỏ đã chuyển màu vàng. Trước tôi phun một cái ruộng của cái vườn cỏ ở xã Tuy Lôi, huyện Tuy Lôi, tỉnh Nghệ An, thì cỏ ấu nó mọc sâu tầm khoảng 5 đến 60 phân. Củ nó có 5 6 phân. Ở đây thì cỏ ấu thì mọc cái củ thì mọc lâu hơn, và mọc lâu hơn thì qua tầm khoảng 10 hôm trở ra thì mới có hiện tượng cỏ ấu chết. Về mùa này, đây là trước tôi phun ở cái ruộng ở xã Thiên Nô, huyện Tuyên Lộ, tỉnh Yên, thì là vào tháng 5 thì chỉ có tầm khoảng 7 đến 8 hôm thì là quả gấu đã có hiện tượng là nạm vàng. Thế nhưng mà mùa này là mùa tháng 11 thì là mùa đông thì là cây cỏ nó sinh trưởng chậm hơn. Thế nên là hiện nay là cỏ là phải tầm khoảng 10 ngày trở ra mới hết. Cái vườn này thì tôi mua một lọ thuốc Hit Hammer thì pha với cơ chế là đây một cái khu vực nữa là tôi phun pha với định mức là 10 thìa con trên một bình 18 lít. và phun, tiến hành phun trên cái bình điện, vì cái bình điện thì nó có cái chiết áp, là có cái chiết áp thì tôi dùng cái bình điện có chiết áp thì tăng lên hạ xuống thì nó dễ hơn, thì nó đỡ tốn nước sâu. Đây cỏ cũng đã chuyển màu vàng hết rồi, quả rất là dày. Đây quả rất là dày. Chúng tôi đây anh em tập trung nhau, đây là
vườn của tôi là vườn ở trạm Triều Văn xã Triều Dương, trạm Triều Văn Triều Dương, Lão Khê, Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình, thuộc đài khí tượng thủy văn khu đồng bằng bộ. Trước đây anh em tôi đã làm coi như rất nhiều thời gian, tức là khoảng 8 con người làm cỏ, nhưng mà cứ làm được vài hôm thì cỏ lại mọc. Đấy, tiến hành thì phun cái thuốc này thì nó rất hiệu quả, thế nhưng tiết kiệm được nhân công. Đấy, đã phun hết là dự kiến là cái bình đấy, cái lọ 1,5 triệu thì phun được 5 bình, thế nhưng mà tôi đã phun hết 3 bình rồi, còn lại khoảng 1,5 bình nữa thôi. 1,5 bình nữa thì để phun những cây nào mà nó không trúng cỏ thì tiến hành là không trúng cỏ phun thì tiến hành là dùng cái bình thức quan để bơm xịt vào. Đấy, cho đỡ hiệu quả. Thế nhưng mà qua đây thì cũng kiến nghị mấy cả nhà sản xuất, nhà phân phối là chúng ta đóng nhiều những cái lọ cái mẫu cỏ khác nhau, ví dụ như là cái lọ 1,5 triệu thì ta phun một lọ 1,5 triệu thì ta phun, tức là ta đóng nhiều bình, 1,5 triệu một lọ coi như là khoảng mấy trăm nghìn, thì cho ta tiến hành là để người mua thì có nhiều những cái đơn giá để mua nhiều hơn. Ví dụ cái bình ở đây thì chúng tôi là phun như thế là chỉ còn độ khoảng hết 5 bình, hết 3,5 bình gồm có 1, 2, 3, 4, gồm có 4 chỗ, 4 cái ruộng, 4 cái khu vườn. Thế nếu như mà mua một bình mà 1,5 triệu nữa thì một bình 1,5 triệu nữa thì là phun cũng hết, thì đây chắc là tôi đang tính là nếu như này phun được khoảng tầm khoảng 2 bình. Đây cũng là một cái vườn ở hôm phun vào hôm 28 tháng 1 đây. Cũng đã chết đây, cỏ nó đã ngả màu vàng hết, chắc chỉ tầm khoảng 20 hôm nữa thì cỏ có chết này, 10 hôm này. Đây các bạn xem này. Cây này thì đây có hiện tượng là màu vàng hết rồi, có hiện tượng màu vàng chết hết này, gần như là cỏ đã ngả ra màu vàng, tất cả những cây này có ngả màu vàng hết, chết hết. Cây gần như là chúng tôi phun rất là kỹ, chúng thuốc là cây đã có dòng vàng ngay. Đây là có lẫn với phần vùng rau đây, vùng rau cũng có phun đây, vùng rau cũng có phun đây, thì cây này cũng ngả ra màu vàng hết. Đấy, cây kia cũng ngả màu vàng hết, ngả ra màu vàng, cây có cũng tự chết. Đấy, cây cũng đã ngả màu vàng. Chắc chắn là sau khi phun xong thì cái vườn này cũng sẽ đạt cái hiệu quả, nên là tầm độ khoảng là vườn này sẽ đạt hiệu quả tầm khoảng 9% thì cỏ cầu sẽ phun được, phun chỉ cần phun một lần thôi. Nếu như mà phun thế này phun được đậm thuốc thì tôi thế này phun được đậm thuốc và đậm thuốc cho một lần và cố gắng làm sao chỉ trúng những cái thuốc, sau đó những cây nào không được thì ta tiến hành phun bổ sung bằng bình con cho nó tiết kiệm cái thuốc này nó mát. Một bình của nó 18 lít thì thế là 10 thìa thì nó khoảng 300.000 một bình. Đây là những cái đắng đắng này chúng tôi đã phun cũng đã hiện tượng chết rồi. Cây này đám cỏ này cũng đã có hiện tượng màu vàng. Đây là cái vườn ở bên cơ quan tôi là 5 cái vườn bé các bạn biết đấy, thì ta phun tiếp tục khoảng 3,5 bình. Thời gian phun thì tổng cái thời gian phun chỉ khoảng buổi chiều mới tôi phun tầm 2 giờ chiều, cái tháng 2 giờ chiều là 28/1 trời nó cũng bình thường, nó cũng không nóng lắm, nó cũng không nóng lắm, nó cũng mát thôi.